everyone. We are here at AMC Theater in Orange, where it is the premiere of The Fragile Flower. You can see the excitement behind me. Everybody's here, anxious and waiting for the opening of the movie. Right behind me on the other side, you will see all the actors, actresses, directors, executive producer. So I'm going to have you come follow me and enjoy the movie on this very first day. Và chúng tôi cũng rất là hân hạnh được cảm ơn tất cả các anh em nghệ sĩ, các doanh nhân và những người bạn cũng như các cơ quan truyền thông đã tới đây và giúp chúng tôi, ủng hộ chúng tôi loan báo về cuốn phim A Fragile Flower, đó hoa mong manh. Không biết nói gì hơn là xin mời quý vị thưởng thức cuốn phim và xin lan tỏa dùng để bộ phim này được tới với tất cả người Việt ở trên nước Mỹ về cái ngày công chiếu là ngày 28 tháng 3 sắp tới đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Khi mà nhìn lại một cái chặng đường một năm qua, vào đúng ngày này thì Mai Thu Huyền đã bay đến Mỹ và đã cùng với chị Nhật Hà và các thành viên ở trong ekip chuẩn bị rất là nhiều cái công đoạn, từ tuyển chọn diễn viên, lựa chọn bối cảnh, tất cả những cái khâu tiền kỳ. Thì sau 4 tháng chúng tôi chuẩn bị tiền kỳ, một tháng quay ở trên rất là nhiều những tiểu bang khác nhau, và sau đó thì tiếp tục quay trở về Việt Nam làm 7 tháng hậu kỳ, để đến ngày hôm nay trọn vẹn đúng một năm, Mai Thu Huyền cũng như là ekip của mình có thể đứng đây để chia sẻ niềm vui với đứa con tinh thần đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở tại nước Mỹ ngày hôm nay ạ. Em vừa là diễn viên và vừa là makeup artist cho cuốn phim này, thì em cảm thấy thế nào khi thấy một số người rất là đông đảo đến để mà ủng hộ cuốn phim của em? Xin chào quý vị khán giả, thì Nguyên Duy Chin Star được may mắn hợp tác để làm makeup cho cuốn phim này, thì rất là vui khi mà hôm nay là một cái ngày ra mắt phim, nhưng mà thấy tất cả mọi người rất là đông đến ủng hộ cho bộ phim Đóa Hoa Mong Manh thì em rất là vui ạ. Và đây là một bộ phim có thể nói là rất đặc biệt, rất nhiều yếu tố đặc biệt. Rất là cảm ơn chị Nhật Hà là tác giả kịch bản đã có ý tưởng với cái kịch bản này. Đây là bộ phim có thể nói là lần đầu tiên khai thác một cái đề tài rất là mới lạ trên những bộ phim trước đây từng làm, đó là về những người Việt thành công ở tại Mỹ. Yếu tố thứ hai đó là đây là một bộ phim drama nhưng lại vai trò âm nhạc đóng một vai trò rất là quan trọng. Có đến 15 ca khúc trong bộ phim này, trong đó riêng ca sĩ Nhật Hạ đã thể hiện 14 ca khúc và ca sĩ Lâm Tuyết Trang thể hiện một ca khúc, cho nên quý vị sẽ được chìm đắm vào một không gian âm nhạc rất là tuyệt vời. Và giống như MC chia sẻ ban đầu thì chúng tôi rất là tự hào khi mặc dù ngày hôm nay đã là ngày World Premiere chính thức công chiếu bộ phim trên toàn cầu, thì chúng tôi đã được 8 giải thưởng trong những liên hoan phim thế giới. Thực sự để có được những cái kết quả này là một cái sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong ekip. So you were at the original private viewing and I see you here again today. Yes. Give me your thought about The Fragile Flower. I thought it was a beautifully tragic story of a love story that centers around a singer that has to go through certain her own journey, and I mean, I wish I could tell you more about it, but then I'd ruin the surprise. So therefore, you guys all go and watch it when it's theatrically released nationwide at a theater near you on March 29th, A Fragile Flower. That's about keeping secret.
Bà Jo cho biết trong cuốn phim A Fragile Flower, không những em là diễn viên mà em cũng là producer nữa, thì em thấy nó có những cái gì khó khăn trong khi mình làm ra cuốn phim này? Nó rất là nhiều khó khăn chị, tại vì đây cũng là lần đầu tiên em chính thức được làm một producer cho một phim Việt mà hoàn toàn quay ở Mỹ. Thì đối với mình, thứ nhất là khi mà đã làm phim, nếu như người trong nghề, người ta sẽ biết rằng là ok, mình cần những đòi hỏi gì, permit, license, rồi làm sao để run nguyên một crew nó smooth, mình di chuyển từ transportation, rồi làm sao call time đúng giờ, rồi air time phải lúc nào cũng on the flow. Thì nó rất là khó khăn đối với một cái crew, nó rất là ít người, và mọi người có thể tưởng tượng ở trên phim chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những diễn viên extra, nhưng crew chỉ có khoảng trên dưới 20 người. Và các bạn biết là khi mà làm phim ở Việt Nam á, thì một crew mà để làm phim rạp như thế này là phải đòi hỏi trên dưới 100 người, mà tụi em chỉ với 20 con người, và tụi em đã làm nên được cái điều này. Nó giống như, đối với em nó giống như một giấc mơ, và cái hiện tại em đang được sống với cái giấc mơ đó, và em thấy nó ra hiện thực. Chưa bao giờ mình nghĩ là ok, mình có thể làm điều đó trong đời, bởi vì xuất thân với tôi là một diễn viên chứ không phải là một producer. Anh muốn nói chuyện với cô ca sĩ mới. Có một nỗi buồn bí ẩn nào đó trong giọng hát của cô gái này, lạ lắm. Giọng cô ta không thể nhầm lẫn với bất cứ giọng một ai khác. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đống lửa hồng. Ủa, cô gái này là ai vậy? Cô ấy tên là Thảo. Làm được phim ca nhạc, em phải đánh đổi điều gì đấy? Cần đêm trắng để chút vơi. Nếu Thảo có tâm sự cần nói, tôi sẵn sàng nghe đi. Thảo cứ coi tôi như là người tình của Thảo. Em yêu chị, em muốn được sống bên chị. Tôi không tiếc tiền bảo trợ tất cả những chương trình lớn nhỏ cho cô ấy. Rốt cuộc tôi nhận lại được cái gì? Tất cả những gì các người gây ra chưa đủ hay sao? Đừng quay giật ở đây nữa. Tôi nhắc ông đập cuối, ông đừng biến thành Thảo, nàng thơ của tôi, trở thành xấu xí và tầm thường như vậy. Anh có thể yên tâm, vì nàng thơ của anh đã tìm được người đàn ông có thể lo cho cô tất cả mọi thứ. Mọi quyết định của em toàn đúng, cái đó mới là vấn đề đó. Đừng có to tiếng với em. Chúng ta đều là những kẻ đáng thương trong tình yêu. Em sẽ không cho ai cướp đi tất cả những gì thuộc về em. Đừng bao giờ để con tim mình bị tổn thương.